tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại điều cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 11 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video ngay sau đây. Quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi, Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lúc hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11, tức ngày mùng 2 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 18 tháng 11, tức ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn. Vào tháng 11 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Trong tháng, sự nghiệp của Giáp Thìn sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Mậu dung thổ gặp thìn âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là sẽ được nhận sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được,
hãy nhớ mình vẫn còn những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ giáp Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch 19 tháng 11, tức ngày mùng 2 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi giáp Thìn sinh năm 1964. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, vì tuổi Thìn nằm trong tam hợp với Tý mà tháng 11 là Mậu Tý, nên những người tuổi giáp Thìn sinh năm 1964 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Bước sang tháng 11, tuổi Giáp Thìn sẽ nhận được khá nhiều may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Sự nghiệp của Giáp Thìn sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Trong mối quan hệ, mọi người có thể cãi nhau với bạn tình về một số chuyện nhỏ. Vì sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng, cho nên sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Bạn cần quý gia chủ cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Để may mắn thuận lợi hơn, nữ gia chủ tuổi Giáp Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, xem tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Giáp Thìn có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn. Sẽ mang lại nhiều may mắn cho quý gia chủ và những khoản đầu tư thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, vì gia chủ có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc, có thể từ đó sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lại bất cập hại. Để may mắn thành công, các bản mệnh tuổi Giáp Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên, chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Với những người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với người bạn đời và học cách lắng nghe. Trong tháng 11 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, thân, tí, thìn. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát trong ngày tháng sắp tới. Về sức khỏe, những người sinh năm 1964 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 11. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng quý gia chủ phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của gia chủ có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội
và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Quý gia chủ cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với quý vị và các bạn về luận giải vận trình của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên nhấn nút like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!